Xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc cầu trượt có mã sản phẩm là B02 màu hồng, là chiếc cầu trượt hình hươu máng dài. Con lên đi, con trượt đi. Chiếc cầu trượt hươu máng dài này phù hợp với các bé từ 2-3 tuổi cho đến 5 tuổi. Thiết kế của cầu trượt BSL302 hồng gồm có 3 bậc và tay cầm rất là chắc chắn. Phần máng rất dài. Và cầu trượt này còn bao gồm thêm một trò chơi là bóng rổ nữa. Tại nhà khách hàng của mình thì chị có mua thêm một chiếc bể phao hơi, làm bể bóng để cho bé trượt vào bể bóng chơi. Đấy, con trượt đi, con lại đi. Con trượt xuống. Với chiếc bể bóng to như thế này, đây được gọi là chiếc bể bóng cầu vồng, bể sắt cầu vồng, thì các bạn có thể đổ vào đây 500-700 quả bóng, để rất nhiều bóng để cho các bé trượt vào sẽ được ngụp lặn trong bóng, thì các bé sẽ rất là thích. Chiếc bể phao, bể sắt cầu vồng này cũng có hai chức năng. Các bạn có thể làm bể bóng cho bé chơi như thế này, hoặc là mùa hè các bạn cho nước vào làm bể bơi, cho bé bơi lội trong mùa hè. Rất là đa năng. Thiết kế của chiếc cầu trượt BL302 này khá là bắt mắt. Chiều cao của chiếc bể bơi bể sắt cầu vồng này là 46 cm. Ngoài việc kết hợp với BL302 ra thì còn có thể kết hợp với nhiều dáng cầu trượt khác nữa. Thì các bạn muốn chọn sản phẩm cho phù hợp thì các bạn hãy vào trang babycuatoi.vn để chọn kích thước và đặt hàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Con tự con trèo lên, con trượt xuống. Con lên hẳn, xong rồi con ngồi xuống, rồi con thò hai chân đều nhau. Con trượt xuống rất là dễ dàng. Đây là cầu trượt hươu đấy. Đi xuống ạ. À?